Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh của mình. Mới đây thì ứng dụng nhắn tin Messenger ở trên iPhone đã được cập nhật một tính năng mới rất quan trọng, đó chính là tính năng khóa ứng dụng. Đây là một tính năng bảo mật rất cần thiết. Nó giúp chúng ta tránh bị lộ những đoạn tin nhắn bí mật ở trong ứng dụng trong khi một người nào đó sử dụng điện thoại của chúng ta. Để có thể kích hoạt được tính năng này, các bạn làm như sau. Đầu tiên, các bạn vào khóa ứng dụng App Store. Các bạn cập nhật ứng dụng Messenger này lên phiên bản mới nhất. Sau đó, các bạn vào lại ứng dụng Messenger. Các bạn bấm vào biểu tượng phía góc trái bên trên. Các bạn chọn phần quyền riêng tư. Thì ở trong phần này, nó sẽ xuất hiện thêm một mục là khóa ứng dụng. Các bạn nhấn chọn phần này. Đối với những dòng điện thoại từ iPhone X trở lên, thì nó sẽ hiện là yêu cầu Face ID, nghĩa là mở khóa ứng dụng bằng gương mặt. Còn đối với những điện thoại từ iPhone 8 Plus trở xuống thì nó sẽ hiện là yêu cầu Touch ID, nghĩa là mở khóa bằng vân tay. Thì các bạn bật một người lên. Nó sẽ có các tùy chọn là yêu cầu Face ID sau khi tôi rời khỏi Messenger, hoặc là 1 phút, 15 phút, 1 giờ sau khi rời khỏi. Thì các bạn tùy theo nhu cầu của mình mà các bạn chọn. Giờ mình sẽ thoát khỏi ứng dụng và mình bấm vào lại. Đó, như vậy là ứng dụng này nó đã yêu cầu Face ID thì mới có thể truy cập được vào trong ứng dụng. Ok, như vậy là mình đã giới thiệu với các bạn cách kích hoạt tính năng khóa ứng dụng của Messenger ở trên iPhone. Nếu các bạn thấy video của mình hay và có ích thì hãy cho mình một like và bấm đăng ký kênh để có thể tiếp tục theo dõi những video mới nhất của mình. Cuối cùng, xin chào và hẹn gặp lại các bạn.